ngắm mà không gỡ lại nên là thôi. Không nhớ sao ngắm mà không trắng rồi, coi như lại mà ăn quỳ giống này. Ừ, con ánh mà không biết cái bán nó như. Ừ. Ánh này được cái chứ. Ánh chi chứ mày ánh. Ui. Ánh chi lạ. Nó còn hào quang chứ luôn. Thấy hào quang rực rỡ luôn. Chứ là em nói em đi lên trà nữa. Em nói xong có bỏ vậy tưởng là tụi mình tưởng là xá lộ thông. Mà thấy bà hối, em chạy lại hí hí tưởng xá lộ thông, phá hồng dục ra. Anh mi cho đó rồi. Nó thiệt luôn. Là mình nghĩ mình chưa biết cho ai nghĩ đâu. Nếu như mà hắn không trắng hắn còn bị biết bốn lộ thông mà hắn sẽ như đó chứ ta. Ừ. Lớp 12 nha. Chỗ này mụn đá mà không bị bơm máu. Phích như là phích cái gì. Nhà thứ mình mới về nhất. Nhà thứ mình mới về nhất. Chị ngồi thẳng lên xong em đè xuống chị khập xuống. Người chi rồi nắng mọng này đúng không? Đúng không được nắng mọng đấy. À sao mà đó lấy cũng không xuống đụng vào đi. Cố mà nhiều cân nhiều một máu quá máu nặng đụng chảy máu biết nè không đẹp thôi chứ con. Mặc em à? Mày thấy mấy lần hả? Mấy lần chứ. Chị để tôi tấu luôn. Mình tráng trà rất trong khỏe. Đang chút đi. Thì có 2 giờ máy rồi mà. Cứ thôi luôn là chị Ly nhìn rồi chị Ly. Cây nhớ không có sao. Đứng nghe á. Cây cũng cứ xuống thế nè. Cứ xuống dưới hả? Mà chờ lại. Chị chờ em tới được. Xí xuống dưới chút em. Ừ, xí xuống dưới chút em.
được không? Được chưa? Sáng bữa nay chị lại đó đây. Trời này không đau. Thúy nghĩ là nhân viên thế hả? Thúy nghĩ là nhân viên thế nào chứ nữa hả? Hồi xưa mấy bà hay đi xin đu lắm, bữa nay chứ không thấy chắc. Thuốc có máy trong ngực thay thôi, 200-300 thôi, tự biết phải không? Xin đu hả? Ừ. Nó mua được gì vậy lấy? Được, mà tới sốt nó không có gì được hết trơn á. Được sang nó mua mà. Mua à? Cho mẹ. Ừ. Thì ngày mua. Có tiền họ chạy ngày mấy. Họ mua đó. Thì trước chị thấy bà chị em bà lai. Rồi chị thấy không có chị đẹp hết trơn á. Đồ à? Ừ. Hồi xưa Hảo nghiền xin đu nó lắm á. Ừ. Rồi họ chạy mấy trong nhà. Trời trời trời. Thằng ơi trù trời 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 lúc mà mọi nhiệt hạnh bệnh cũng ngăn mấy thôi tư là 56 ha 20 ha danh lắm nhìn mày có thông báo sốt thì chị cũng nhắc vô xem danh lại của mày có xin đâu nó chủ yếu báo online à vô tiệm không có gì đâu tiệm không có gì trơn á Hậu sướng sang mua to chị con nó trước, con nó lại coi không? Miết mình mà bán đắt nè đắt hỏi, mà nhờ bà hỏi mà biết cái số đó chứ em cũng chẳng biết số người chị cũng không biết chị cũng không biết luôn à giờ không biết anh tới con bạn chị kêu mua đây mua nó đi nó đẹp đâu cao dạ dạ cho cố dù 700 nghìn gì gì cũng đẹp nó không mặc khỉ gì luôn nó mua xin đu không á nó mua đồ bộ nó xin đu mấy trăm ngàn một bộ mà qua đây đỡ đó rồi hồi trước gọi Đặng Thanh Mai xong trời chỉ đi rồi mà chị thấy tới mình thấy nổi chị ra đây Dũng rồi đúng không? À, em tới là Nguyễn Văn Linh. Ừ. Chẳng có chi hết trơn. Máu dữ đi. Ờ cũng hơi cũng luôn. Mà hậu mình ý nó bị mắc mà chị hiểu không? Không đắt quá. Cái này là không mắc nữa. À, vô mình cây bên A nó cũng xin đu đó. Xin đu cũng như hết. Chị đẹp. Nên đi hết rồi. Hồi biết được em Hương Ly cũng hay chạy chạy với con có cái khỉ gì đâu. Chẳng có đồ chi. Chụp mòn bóp vô rất là khỏe khỏi chất kim cho đỡ máu. Sắp hết rồi em, tuần sau qua là hết. Chụp phong quả kia luôn.
Dạ à, cảm ơn. Mụn nó còn nhiều lắm, kiểu như mình do mình đi đi để nhấn khỏi bị cắn máu.